Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin của SNews. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Một cô gái trẻ đã tố shipper tự ý thu thêm 900 đồng để làm tròn đơn hàng. Cụ thể, trên mạng xã hội thời gian gần đây có một bài đăng thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Theo đó, một nữ khách hàng đã vô cùng bức xúc trước câu chuyện shipper khi giao hàng tới đã tự ý làm tròn giá tiền từ 18.100 đồng thành 19.000 đồng. Mặc dù giá trị đơn hàng chẳng đáng là bao, thế nhưng nữ khách hàng lại khá bất mãn trước thái độ tự ý làm tròn đơn của shipper. Dòng trạng thái chia sẻ được cô viết như sau: hẳn mọi người thấy chênh lệch 900 đồng mà mình phải phàn nàn thì quá nhỏ mọn, nhưng mà 900 đồng lại đẩy sự tích cực của mình với kênh tiêu dùng hay đơn vị vận chuyển, thậm chí là một thương hiệu nào đó xuống vạch số 0. Cô cũng phân trần thêm rằng bản thân thấu hiểu được nỗi vất vả của từng ngành nghề và hoàn toàn không tiếc số tiền đó. Thế nhưng cô lại không hài lòng với thái độ làm việc chưa chuyên nghiệp của shipper và khách hàng không có nghĩa vụ phải chi trả những khoản không đáng ấy. Cô cho biết, hãy nói với khách hàng đơn hàng hết 99.100 đồng, mình thu 100.000 nhé. Không ai đứng ghi kèo với bạn 900 đồng cả. Hãy tôn trọng chính chủ doanh nghiệp mà các bạn đang hợp tác. Bài đăng này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã tỏ ra không đồng tình với thái độ của cô gái này. Họ khuyên rằng cô nên biết cảm thông cho sự vất vả của những người đi làm nghề vận chuyển bởi số tiền nhận được chẳng đáng là bao. Bên cạnh đó thì nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu đúng ý của cô gái này muốn truyền tải. Họ cho rằng vấn đề không phải ở chuyện số tiền làm tròn lớn hay không, mà là ở thái độ của những người shipper với khách giao hàng. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức này.